Nga tiết lộ khả năng ông Putin và ông Trump gặp thượng đỉnh ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, năm 2019, cả thế giới đã đổ dồn sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27, 28 tháng 2. Việc thủ đô Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều như một minh chứng rõ nét cho vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và thế giới đồng thời cũng khẳng định việt nam đang đóng góp ngày càng chủ động và tích cực vào các vấn đề quốc tế nhằm hướng tới hòa bình và phát triển nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó gần đây một dấu mốc khác đã được vạch ra khi việt nam tiếp tục được đề xuất là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ tiềm năng giữa tổng thống nga vladimir putin và tân tổng thống mỹ donald trump ông sukhov giám đốc chương trình tại hội đồng các vấn đề quốc tế của nga cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và ông Trump có khả năng sẽ diễn ra tại Việt Nam. Một cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo lớn kết thúc bằng giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không chỉ đưa Việt Nam trở thành địa điểm tổ chức mà còn trở thành biểu tượng của hy vọng và đỉnh cao hợp tác toàn cầu. Vậy điều gì đã làm nên sức hút của Việt Nam và tại sao các cường quốc lại chọn Hà Nội làm nơi hóa giải những xung đột? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Theo truyền thông Việt Nam, vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, trong một phát biểu gần đây tại Sochi, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đối lại đối thoại toàn diện với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng sáng kiến này phải đến từ Washington. Theo hãng thông tấn Nga, ngày 15 tháng 11, cần có những cân nhắc cụ thể về địa điểm tổ chức một cuộc đối thoại như vậy. Ông Sukhov nhận định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga có khả năng lớn sẽ diễn ra tại Việt Nam và khẳng định rằng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Ấn Độ có thể là các ứng cử viên phù hợp. Nhưng Việt Nam hoặc một quốc gia châu Phi như Ai Cập hay Nam Phi cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc. Nguyên nhân là vì ông Trump và ông Putin từng gặp nhau tại Việt Nam khi tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Báo chí mô tả rằng tại lễ đón chính thức của hội nghị, ông Trump đã chủ động bắt tay trò chuyện và đứng cạnh Tổng thống Putin trên bục chụp ảnh. Một năm sau, vào năm 2018, thủ đô Hà Nội đã đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, chung dịp kỷ niệm 20 năm thủ đô Việt Nam được UNESCO vinh danh là thành phố hòa bình. Tại đây, công chúng Việt Nam chứng kiến hình ảnh ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un dạo bộ trò chuyện trong vườn khách sạn Metropole. Theo thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia nhận định rằng Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai vì đất nước hình chữ S này là biểu tượng của quá trình vượt qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển. Trong vấn đề này, nhiều nước cũng muốn tranh giành vị trí đăng cai hội nghị thượng đỉnh, trong đó có Thụy Sĩ. Ông Nicolas Bidau, một đại diện ngoại giao của Thụy Sĩ, nói với báo La Liberté của Nga rằng Thụy Sĩ sẵn sàng đăng cai, nhưng cũng có sự hoài nghi về tính trung lập của Thụy Sĩ khi quốc gia này ủng hộ các lệnh trừng phạt với Nga và hợp tác với các nước NATO. Bên cạnh đó, ông Su cũng loại trừ khả năng tổ chức hội nghị tại Hungary do tư cách thành viên Liên minh châu Âu của quốc gia này. Các chuyên gia Mỹ như ông Sandy cho rằng cần có công tác chuẩn bị đáng kể về chính sách đối ngoại và các cấp cơ quan trước khi hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra. Ông cũng nhấn mạnh rằng khi lựa chọn quốc gia để tổ chức hội nghị, vấn đề an ninh cần được ưu tiên hàng đầu, bởi không phải quốc gia nào cũng đủ năng lực tổ chức một sự kiện quan trọng như vậy mà vẫn đảm bảo an toàn như vậy dù có nhiều sự lựa chọn các chuyên gia nga khẳng định rằng việt nam là quốc gia có khả năng cao hơn nhờ vào tính trung lập danh hiệu đất nước hòa bình và từng tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh mỹ triều trước đó có thể nói rằng khi thế giới đứng trước những cuộc đàm phán hòa bình khó khăn nhất việt nam luôn nổi lên như một lựa chọn hàng đầu đây không chỉ là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình dài xây dựng uy tín quốc tế. Với lịch sử đau thương nhưng đầy tự hào, Việt Nam không chỉ là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn là bài học về khả năng vượt qua xung đột để đạt được hòa bình. Chính tinh thần ấy đã làm nên sự khác biệt, giúp Việt Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các cuộc đối thoại quan trọng của thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng của Việt Nam trong vai trò là cầu nối những cái bắt tay lịch sử tại hà nội không chỉ ghi dấu ấn trong lòng thế giới mà còn khẳng định rằng việt nam có thể biến những chia rẽ sâu sắc thành cơ hội đối thoại việc các nhà lãnh đạo nga và mỹ cân nhắc chọn việt nam cho cuộc gặp là minh chứng cho điều đó tiếp theo đó sẽ là sự tiếp nối xứng đáng của những thành công trước đó trong bối cảnh xung đột ukraine vẫn còn đang leo thang một địa điểm có tính trung lập cao như việt nam chính là lựa chọn lý tưởng để mở ra hy vọng hòa bình việt nam không chỉ là một quốc gia đứng giữa mà còn là biểu tượng của sự cân bằng không thiên vị và đặt lợi ích toàn cầu lên hàng đầu bên cạnh đó sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế với việt nam còn xuất phát từ những cam kết mạnh mẽ về hòa bình và ổn định việt nam đã xây dựng một hình ảnh quốc gia sẵn sàng đóng góp vào các mục tiêu cao cả từ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cho đến nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa phương trong asean Chính vì vậy, mỗi khi có một vấn đề khó khăn cần giải quyết, Việt Nam luôn được xem là nơi phù hợp nhất để khởi đầu các cuộc đối thoại. Những nhà hoạch định chính sách trên thế giới đã nhận ra rằng, để tiến gần hơn tới hòa bình, cần có một nơi mà sự trung thực, lòng tin, thiện chí, hòa giải được đặt lên hàng đầu. Việt Nam chính là nơi đó. Đây không chỉ là niềm tự hào cho người dân Việt Nam, mà còn là minh chứng cho con đường đúng đắn mà đất nước chúng ta đang theo đuổi. Đây không phải là những lời khen có cánh mà tự chúng ta nói để khen mình. Thực tế đã chứng minh cho điều này, khi Việt Nam là một hiện tượng độc đáo trên trường quốc tế, một quốc gia hiếm hoi có thể duy trì mối quan hệ hài hòa với những đối tác vốn mang trong mình sự đối đầu gay gắt như Nga, Triều Tiên, Cuba, những quốc gia từng hoặc đang là kẻ thù công khai với Mỹ. Việt Nam coi đó như một người anh em không thể bàn cãi. Không một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào có khả năng làm điều mà Việt Nam đang thực hiện trong khi Mỹ xem Nga, Triều Tiên và Cuba là những đối thủ lớn trên bàn cờ địa chính trị. Việt Nam lại trở thành điểm chung nơi mà những quốc gia này có thể tìm thấy sự đồng cảm và đối thoại. Quan hệ với Nga không chỉ đơn thuần là di sản lịch sử, mà còn là sự hợp tác sâu sắc về kinh tế, quốc phòng và văn hóa. Còn đối với Cuba, Việt Nam là người bạn đồng hành trí cốt, biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Với Triều Tiên, hình ảnh Việt Nam một quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển nhưng giữ được sự độc lập hòa bình là một nguồn cảm hứng rất quan trọng trong một thế giới phân cực việt nam không chọn phe mà xây dựng mối quan hệ dựa trên lợi ích song phương và hòa bình toàn cầu quan hệ giữa việt nam và trung quốc mặc dù có những bất đồng về lãnh thổ trên biển đông nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc cộng đồng chung chia sẻ tương lai phản ánh tinh thần hợp tác lâu dài với triều tiên bóng dáng của xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ hai nước không chỉ là ký ức mà còn là cầu nối về tư tưởng và sự tương đồng chính trị. Như câu nói, nước Việt nhỏ mà không yếu, Việt Nam đã chứng minh rằng sự kiên định trong nguyên tắc hòa bình, dân tộc và độc lập là con đường đúng đắn nhất. Mỗi quan hệ quốc tế mà Việt Nam xây dựng đều phản ánh tinh thần hòa hợp, khả năng gắn kết các quốc gia dù có những khác biệt sâu sắc. Trong thế giới hiện nay khi trật tự đơn cực dần nhường chỗ cho sự nổi lên của một thế giới đa cực, Việt Nam đã tự khẳng định mình như một tâm điểm quan trọng, nơi mà những cường quốc lớn nhất đều coi trọng và tìm kiếm quan hệ hợp tác. Trong số các anh lớn như Mỹ, Nga và Trung Quốc, những đối thủ cạnh tranh gay gắt trên bàn cờ địa chính trị lại đồng thời trở thành những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là kết quả của một đường lối lãnh đạo sáng suốt, kiên định và đầy bản lĩnh của Đảng và nhà nước ta. Chẳng vậy mà Tổng thống Putin đã ca ngợi Việt Nam vì lập trường cân bằng trong cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và an ninh. Quan điểm lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga-Ukraine là rất khách quan và rõ ràng. Đó là Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ngay từ khi xung đột đang diễn ra, vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine thông qua trưng cầu dân ý. Nghị quyết nhận được 143 trên 13 phiếu ủng hộ. Có 5 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết, bao gồm Nga và 35 nước bỏ phiếu trắng. Sau khi nghị quyết được thông qua, một số diễn đàn Internet, mạng xã hội và một số cá nhân tổ chức ở trong và ngoài nước đã cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc rằng quan điểm của Việt Nam là trung dung, không rõ ràng, tránh đối đầu và cho rằng Việt Nam đã không đi theo số đông cố tình tìm cách lựa chọn quan điểm trung lập đối với xung đột nga ukraine quan điểm của việt nam vẫn luôn rõ ràng về xung đột nga ukraine đã có những diễn biến mới tuy nhiên xuất phát từ lịch sử việt nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành độc lập thống nhất và bảo vệ tổ quốc việt nam thấu hiểu giá trị của hòa bình và phản đối mọi hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Do đó, Việt Nam tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp và triệt để tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, tính tới lợi ích và quan tâm chính đáng của các bên liên quan vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Phản ứng của Ukraine khi gặp Việt Nam mới đây, nhất là khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen tại Mỹ là một minh chứng. Chính đất nước đang xung đột như Ukraine đã đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố hội nghị hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc gỡ bom mìn, khắc phục hậu quả xung đột như vậy có thể thấy rằng dù cuộc xung đột giữa nga và ukraine đang diễn ra căng thẳng việt nam vẫn nổi lên như một điểm đến lý tưởng và an toàn cho các đối thoại hòa bình trung lập không có nghĩa là thờ ơ hay đứng ngoài các vấn đề quốc tế mà đó là sự khéo léo trong việc giữ vững mối quan hệ với các bên bất kể sự đối đầu hay khác biệt sự lựa chọn của việt nam làm điểm đến cho các cuộc họp thượng đỉnh hay hội nghị quốc tế kể cả các quốc gia đối đầu không phải là ngẫu nhiên đây là kết quả của quá trình dài xây dựng uy tín thông qua sự ổn định về chính trị, môi trường an toàn và sự minh bạch trong chính sách ngoại giao. Kính thưa quý vị, trong một thế giới đầy biến động, việc lựa chọn Việt Nam là nơi đối thoại thể hiện sự tin tưởng vào khả năng giữ vững an ninh, đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên tham gia mà không lo ngại về sự thiên vị. Điều đáng tự hào là Việt Nam không chỉ là một nơi để các quốc gia lựa chọn vì tính trung lập mà còn là minh chứng cho một quốc gia nhỏ nhưng đầy ý chí, việc đứng ở vị trí trung tâm trong các vấn đề quốc tế quan trọng cho thấy tầm vóc mà Việt Nam đã đạt được không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Từ những thành công trong việc tổ chức các hội nghị lớn như hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 cho thấy Việt Nam là đất nước an toàn. Tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao, diplomat trong chiều ngày 16 tháng 11 năm 2024 vừa công bố 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, trong đó có Việt Nam. Danh sách này được xây dựng trên 3 tiêu chí, quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, tình hình chính trị ổn định và môi trường sống an toàn. Sự an toàn này tạo điều kiện cho các nguyên thủ quốc gia khi đến thăm Việt Nam có thể tham gia vào hòa nhập vào các hoạt động thường nhật một cách thoải mái và gần gũi. Chẳng hạn trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama đã thưởng thức bún chả, một món ăn bình dân ở Hà Nội. Tương tự, các tổng thống trong chuyến thăm Việt Nam đã tham gia dạo bộ tại Hà Nội, hòa mình vào nhịp sống thường ngày của người dân. Những hoạt động này cho thấy các lãnh đạo quốc tế cảm thấy an tâm và thoải mái khi trải nghiệm cuộc sống đường phố tại Việt Nam. Đặc biệt với các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên, những người vốn thường đối mặt với nguy cơ an ninh cao, việc họ có thể tự do dạo bộ, thưởng thức ẩm thực đường phố tại Việt Nam là một minh chứng cho môi trường an ninh đáng tin cậy của quốc gia. Vì vậy, nếu Hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ được tổ chức tại Việt Nam, đây sẽ là điểm đến an toàn và đáng tin cậy nhất cho hai quốc gia đối thủ này. Đặc biệt, nếu cuộc gặp gỡ này thành công và nếu Việt Nam trở thành nơi đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh đầy đau thương giữa Nga và Ukraine, thì quả thực đây sẽ là một cột mốc lịch sử không chỉ đối với thế giới mà còn đối với vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó sẽ khẳng định rằng, trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam không chỉ là một điểm đến an toàn mà còn là biểu tượng của hòa bình nơi những xung đột tưởng chừng không thể hóa giải có thể tìm được lối thoát. Vậy nếu hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ diễn ra tại Việt Nam, điều này mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Nếu hội nghị thượng đỉnh Nga Mỹ diễn ra tại Việt Nam và đặc biệt là nếu nó có thể giúp chấm dứt chiến tranh thì không chỉ hai cường quốc này mà Việt Nam cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích to lớn. Việc tổ chức thành công một hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa Nga và Mỹ sẽ nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta đều biết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế, với nhiều lo ngại rằng nó có thể lan rộng, kéo theo sự đối đầu trên toàn châu Âu và thậm chí là toàn cầu, có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát thế chiến thứ ba. Các chuyên gia và nhà lãnh đạo thế giới đã nhiều lần cảnh báo về khả năng leo thang của cuộc xung đột này, như cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls từng cho rằng không thể loại trừ khả năng xung đột Ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã cảnh báo rằng xung đột ở Ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba, đồng thời kêu gọi các quốc gia từ Đức đến Mỹ tiếp tục ủng hộ Kiev. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng việc NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev khiến nguy cơ thế chiến thứ ba đến gần hơn. Những cảnh báo này tạo ra mối lo ngại sâu sắc về khả năng xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát kéo theo sự tham gia của nhiều quốc gia và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu mới. Do đó, việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và đối thoại giữa các bên liên quan là vô cùng cấp thiết để ngăn chặn nguy cơ này. Và một điểm đến trung lập trong vấn đề này là rất cần thiết. Điều này đã chứng minh rằng Việt Nam là một điểm đến đáng tin cậy, nơi có môi trường chính trị ổn định, hệ thống an ninh chặt chẽ và khả năng trung gian hòa giải hiệu quả. Việt Nam sẽ được công nhận như một quốc gia đã có đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới, củng cố vai trò là một đối tác quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Không những vậy, sự kiện này sẽ còn giúp Việt Nam thắt chặt quan hệ ngoại giao không chỉ với Nga và Mỹ mà còn với nhiều quốc gia khác. Thành công của hội nghị sẽ tạo ra cơ hội để Việt Nam mở rộng hợp tác với cả hai cường quốc này trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế thương mại, đầu tư đến quốc phòng và giáo dục. Đồng thời, các quốc gia khác cũng sẽ xem Việt Nam như một cầu nối chiến lược trong các vấn đề quốc tế. Một hội nghị quốc tế tầm cỡ như vậy nếu được tổ chức sẽ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông toàn cầu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực về hình ảnh một đất nước Việt Nam an toàn, ổn định và phát triển. Điều này sẽ giúp thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, bởi các tập đoàn lớn trên thế giới luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu khi lựa chọn điểm đến đầu tư. Điều này xuất phát từ việc họ cần bảo vệ nguồn vốn, tài sản và lợi ích dài hạn cũng như đảm bảo môi trường ổn định để kinh doanh và phát triển. Như câu nói đất lành chim đậu, các tập đoàn lớn luôn tìm kiếm những nơi lành để xây dựng nền móng phát triển. Với hơn 70% dân số trong độ tuổi lao động và tỷ lệ dân số trẻ cao, Việt Nam đang sở hữu một cơ cấu dân số lý tưởng cho sự phát triển kinh tế. Lực lượng lao động trẻ không chỉ mang lại nguồn nhân lực dồi dào mà còn đảm bảo khả năng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới, đổi mới sáng tạo và thích nghi tốt với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu đặc biệt sự kiện này cũng sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp và văn hóa việt nam đến bạn bè quốc tế kích thích ngành du lịch phát triển mạnh mẽ thành công của hội nghị sẽ giúp việt nam củng cố vai trò trong các tổ chức quốc tế và khu vực như liên hợp quốc asean apec v v việt nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia vào việc định hình các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu từ biến đổi khí hậu hòa bình và an ninh khu vực đến các chính sách kinh tế và thương mại đồng thời khi tổ chức thành công một sự kiện quan trọng như vậy sẽ khơi dậy niềm tự hào của dân tộc và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Điều này cũng là minh chứng cho tinh thần tự lực tự cường và khả năng của Việt Nam trong việc đóng góp cho hòa bình và hợp tác quốc tế. Nếu Việt Nam được lựa chọn để tổ chức thì hình ảnh đất nước sẽ gắn liền với các giá trị hòa bình, thiện trí và hợp tác. Đây là một tài sản vô hình nhưng vô cùng quan trọng giúp việt nam gia tăng ảnh hưởng mềm trong cộng đồng quốc tế và mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác đa phương tóm lại hội nghị thượng đỉnh nga mỹ nếu diễn ra và thành công tại việt nam sẽ không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng mà còn mang lại những lợi ích thực tiễn to lớn cho đất nước đây sẽ là cơ hội để việt nam khẳng định vai trò của mình thúc đẩy phát triển kinh tế và ngoại giao đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một việt nam an toàn thân thiện và đáng tin cậy trên trường quốc tế đây sẽ là bước ngoặt khẳng định việt nam không chỉ là nơi đến mà còn là nơi khởi đầu cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu